Trong số phát sóng tiếp theo của Nông Dân Xin Chào, xin mời quý vị ghé thăm mô hình trồng nấm rơm hữu cơ của chàng kỹ sư nông nghiệp trẻ tuổi Bùi Công Đức tại phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 5 năm với vô vàn cố gắng cùng tư duy sáng tạo khác biệt, chàng nông dân Công Đức đã thu về lợi nhuận hàng chục triệu đồng mỗi tháng, mở ra môi trường học hỏi kinh nghiệm cho các thanh niên trẻ ở thành phố Thủ Đức. Hành trình làm giàu từ nấm rơm liệu có dễ dàng? Và tại sao loại nấm này lại mang lại hiệu quả kinh tế cao như vậy? Xin mời quý vị đón xem Nông Dân Xin Chào tập 17, phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ Tư, ngày 27 tháng 4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.